Hi, chào mừng chị trở lại với kênh YouTube của Tâm Đức Cycle. Thì hôm nay em sẽ lên cho chị hai mẫu xe đua. Bên phải của em là mẫu Pinagelo F12. Đây là một cái phiên bản xe gáp nha anh chị. Hiện tại với con xe gáp này đang có mức giá là 35 triệu và đây là cũng là một cái mẫu xe mà bên em tự gáp lên nha. Thì bên trái của em là mẫu Netto Go, thì bên đây sẽ là một cái thương hiệu đến từ Netto và được nhập chính hãng từ thương hiệu Netto về nha anh chị. Thì với Netto Go hiện tại đang có mức giá là 34.990.000, thì nó sẽ tương đương giá với nhau nha anh chị. Thì một bên là xe thùng và một bên là xe gáp, em sẽ vô cấu hình chi tiết cũng như là nói về ưu nhược điểm của hai cái dòng xe này. Thì với Netto Go này hiện tại đang có 4 phiên bản màu cho anh chị lựa chọn, là như phiên bản màu bạc, phiên bản màu xám lông chuột, phiên bản màu đen và phiên bản màu trắng. Về size nó sẽ có hai size 47 và size 51. Đó, nên sẽ có hai size cho anh chị lựa chọn nha. Thì với Netto Go này nó sẽ là một cái thương hiệu đến từ Nhật là Netto nha anh chị, và Go là mã là bò tót. Thì mẫu xe này sẽ được nhập vào nguyên thùng về luôn. Đó, thì nên là khi mà về thì mình chỉ cần lắp bánh chướng nè, lắp yên, lắp bàn đạp, còn những cái bộ truyền động này kia, khung vành này kia thì nhà máy người ta lắp sẵn hết rồi. Đó, thì với con Netto Go này nó sẽ là khung carbon T800. Đó, thì với chất liệu carbon T800 như anh chị đã biết, những cái dòng ở phân khúc giá này người ta trang bị rất là nhiều. Còn nói về cái độ chất lượng đó, thì T800 là một trong những cái vật liệu carbon được sản xuất trong những cái vật liệu nhỏ ở ngành hàng không nha, nên là về chất lượng nó sẽ đảm bảo cho anh chị. Còn về bô tan di động nó sẽ là chất liệu carbon nha anh chị, và phần dây quấn thì Netto người ta trang bị cũng rất là tỉ mỉ, nên là về độ bền cũng là về cái đầm tay anh chị cầm nắm thì nó cũng sẽ đáp ứng được cho anh chị. Còn nói về bảng phanh thì Netto Go sẽ trang bị là bảng phanh cao 6 phân của hai lúc, và vành này sẽ trang bị là vành carbon và nó sẽ là vành chính hãng hết nha anh chị. Vành chính hãng, những phụ tùng như những cái dòng xe chính hãng này chắc chắn phụ tùng cũng sẽ chính hãng cho anh chị. Còn về vỏ sẽ là vỏ Continental Ultra Sport thông số là 725C và bảng vành nó sẽ cao 6 phân. Anh chị nhìn cái tổng thể của Netto Go nó sẽ khá là hầm hố, do là đây là một cái mẫu xe mang khuynh hướng thiết kế hầm hố nha. Bộ khung nó sẽ thiết kế bự nè, rồi cái phuộc nó bề rộng cũng đâu đó tầm 7 cm, rồi cái vành cao tầm 6 cm, nên là khi mà anh chị nhìn tổng thể con xe á, nhìn nó sẽ rất là hầm hố, nó sẽ rất là hung dữ. Và phần phuộc nó sẽ dán luôn một cái hình của một chú bò tót, phải nói là nó sẽ tăng thêm cái độ hầm hố trên con xe nha anh chị. Còn về cái đùm á, thì Netto Go sẽ trang bị đùm mặt đạn nè đó. Thì đùm bẹt đạn á, chắc chắn nó sẽ có một cái nổ chớn cho anh chị. Còn về bộ truyền động á, thì Netto Go sẽ trang bị là bộ gấp của Shimano 105G7120. Thứ nhất là tay lắc nè anh chị, tay lắc sẽ là tay lắc dầu của Shimano 105G7120, ngàm sẽ là bộ ngàm dầu của Shimano 105G7170 nha. Còn về cái dò dĩa gạt đĩa cù đề sơn lip sẽ trang bị là 2.12 lip của Shimano 105G7100 nha anh chị. Thì đây cũng là một cái mã rất là mới của dòng 105. Rồi về cái còn dòng Netto Go này hiện tại đang có mức giá là 34.990.000. Thì nếu mà anh chị nào mà thích những cái dòng xe thùng mà được lắp từ nhà máy thì những cái dòng xe thùng như này nó sẽ rất là ok, nếu mà anh chị chọn những cái dòng xe thùng như này. Còn nếu mà anh chị nào mà thích một con xe mà độc lạ, anh chị một con xe mà mình đi ra đường á mình ít bị đụng hàng, cũng như là mình thích một cái cấu hình tự build á, thì những cái dòng xe gáp nó sẽ đáp ứng được cho anh chị. Nhưng bù lại á, thì giá thành nó sẽ cao hơn, thường giá thành những cái dòng xe gáp nó sẽ cao hơn so với xe thùng. Thứ nhất á, là về cái những cái linh kiện anh chị nó sẽ nhập lẻ về thì giá thành nó sẽ cao hơn. Rồi cái thứ hai á, thì công lắp này kia thì giá thành nó chắc chắn sẽ cao hơn so với cái dòng Netto Go này. Thì con này nó đang có mức giá rất là tốt là 35 triệu nha anh chị. Thì nếu mà anh chị nào mà lắp ráp những cái dòng xe gáp này vào đầu năm 2024 hoặc là năm 2023 sẽ biết được là giá thành của những cái dòng xe gáp này nó lúc nào cũng sẽ rất là cao hơn so với xe thùng. Đó, mặc dù là hai cái mẫu xe nó sẽ là cùng cấu hình nha, sẽ cũng là cùng cấu hình, cùng bộ truyền động, nó cũng sẽ cao hơn so với những cái dòng xe thùng. Thì với Pinagelo này nó sẽ là khung copy nha anh chị, khung copy. Đó, nếu mà anh chị nào mà chơi xe thì sẽ biết là Pinagelo là một trong những cái thương hiệu top đầu thế giới rồi, nên là những cái bộ khung nó có giá trị lên đến hàng trăm triệu, nên là nếu mà anh chị nào mà có một cái tài chính mà hạn hẹp một tí á, mình thích cái dòng thương hiệu này thì mình chơi những cái dòng xe copy này. Nó khung là khung copy, rồi phuộc cọc yên, rồi bô tan di động cũng là của Pinagelo hết, nhưng mà nó sẽ là copy. Đó, chất liệu cũng sẽ là chất liệu carbon. Thì nói về chất lượng á, thì những cái dòng xe thùng thì nó chất lượng là 10 điểm, thì những cái dòng xe gáp thì cũng đâu đó tầm 8 điểm nha anh chị. Thì về phần dây á, thì mẫu này bên em cũng sẽ cho dây đi âm hết, do nó thẳng đĩa nên là dây đi âm hoàn toàn nha. Những cái dòng phanh gơm thì chắc chắn nó sẽ lòi dây ra cho anh chị.
Còn về cái vành á, thì con này nó sẽ trang bị là vành của Dugay, cũng là vành carbon cao 5 phân, cũng là một cái thương hiệu rất là cao cấp. Nên là cái phiên bản vành này cũng là vành copy luôn. Và lớp sẽ là lớp max xích thông số là 700x23C nha. Đó, thì đầm cũng sẽ trang bị là đầm bạc đạn nha anh chị. Đó, đầm bạc đạn thì có nổ cũng sẽ có cho anh chị luôn. Còn về cái bàn đạp ấy, thì con này khi mà anh chị mua thì bên em sẽ trang bị là bàn đạp Goldman G41. Nó sẽ trang bị là bàn đạp bạc đạn luôn nha. Và yên sẽ là yên da cũng là của Goldman luôn. Thì những cái phụ kiện lẻ thì bên em thường nhập về thương hiệu đến từ Goldman, thì nó khá là bền, khá là tốt nha anh chị. Thì với con Pinagallo này nó đang có size là size 44, ngang là ngang 48. Thì dành cho anh chị nào mà tầm 1m5 trở lên thì đây cũng là một size nhỏ nhất hiện tại ở cửa hàng Tâm Đức nha. Còn về bộ truyền động thì mẫu Pinagallo này tụi em cũng trang bị luôn là bộ truyền động đến từ nhà Shimano 1.5G7120 nha anh chị. Thì tay lắc cũng là 7120 nè, gầy ngà cũng là ngà 7170. Rồi bộ truyền động cũng đến từ nhà của Shimano 1.5G7100 cũng 2.12L. Ở cấu hình tương tự như Netto Go, nhưng mà con Pinagallo này bên em build luôn cái đĩa của Shimano nha. Nên là về cái đĩa này nó sẽ cao cấp hơn so với Netto Go. Thì Netto Go nó cũng sẽ là full của Shimano 1.5G7100, nhưng cái đĩa nó sẽ là đĩa thường. Còn với cái đĩa phanh của con xe gas này bên em cũng trang bị luôn cái đĩa Shimano luôn. Đó, nên là nó sẽ nhỉnh hơn một tí về cái bộ truyền động nha. Thì hiện tại con Pinagallo F12 này đang có mức giá là tròn 35 triệu nha anh chị. Còn với Netto Go này hiện tại đang có mức giá là 34.990.000. Và đang có rất là nhiều ưu đãi đến từ thương hiệu Netto như này tại cửa hàng xe đạp Tâm Đức. Về tóm gọn hai con này nó sẽ xem về mức giá, còn nói về cái ưu điểm những cái dòng xe thùng này đó, thì nó sẽ hoàn hảo hơn so với những cái dòng xe gáp anh chị mua, thì giá thành nó cũng sẽ thấp hơn, cũng như là về cái độ thương hiệu á, nó cũng sẽ là những cái dòng thương hiệu tầm trung, nó cũng sẽ là chính hãng, nên là mình chạy nó sẽ yên tâm hơn. Còn với những cái dòng xe gáp á, anh chị chạy á, thì nó sẽ là giống như là ít đụng hàng hơn anh chị chạy ngoài đường thì nó sẽ không có đụng hàng. Rồi về cấu hình cũng như là về bộ khung, về màu sắc của khung thì mình có thể tự build được, mình có thể kiếm một cái bộ khung mà có một cái màu sắc mình yêu thích nè, rồi một bộ truyền động, một cái vành mình yêu thích, rồi mình gáp lên, tự build lên thì nó sẽ không có đụng hàng. Còn nói về chất lượng thì chắc chắn những cái dòng xe gáp thì chất lượng nó sẽ không bằng những cái dòng xe thùng nha anh chị. Như em nói là những cái dòng xe thùng chất lượng 10 điểm thì những cái dòng xe gáp thì chỉ có 8 điểm thôi. Nên là anh chị nào mà yêu thích cái mẫu xe nào thì có thể liên hệ tới số điện thoại em để trong video này, em sẽ tư vấn kỹ hơn về hai cái mẫu xe này. Rồi cảm ơn anh chị đã theo dõi video này và hẹn anh chị những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và tạm biệt anh chị.